Thế giới mà xảy ra cái thiên tai với bệnh hoặc chiến tranh hay là cái gì trên thế gian này, nói chung là hỏa hoạn hay thổ lụt, đều động đất sóng thần cũng vậy, đều do con người có tâm của chúng ta mà gây ra hết. Cũng như chúng ta tạo quá nhiều là có nhân ác thì chúng ta phải chịu cái quả báo, giống như ác lai ác báo. Thì đạo Phật là đạo nhân quả, thì chúng ta gieo nhân thì chúng ta hay quả. Như Bồ Tát, tại sao trong nhà Phật có câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh chờ quả? Bồ Tát khi thấy nhân xấu thì Bồ Tát không dám gieo, nhưng mà chúng sanh thấy nhân xấu, chúng sanh sanh gieo thì cái quả đó nó sẽ đến chúng sanh. Thì khi một cái nó hình thành thì nó sẽ chỗ, thì cái quả đó chúng ta sẽ chịu. Tự như cộng chung rất là gì, chúng sanh bây giờ là nhiều người xấu ác. Đức Phật Thích Ca cũng có nói càng về sau càng làm ác nhiều thêm nữa. Vì chúng ta hãy dán cẩn thận mà dán lo tu tập để sống thiện sống lành, để tu hành để vượt qua cái sống chung cái ngôn con ác đó, để được cái ơn trên mà che chở đó. Vì cái còn cái nghiệp sát á, thì cái nghiệp sát và ba độc tham sân si của con người mà gây tạo ra thế giới chiến tranh và thế giới xảy ra thiên tai. Cái có con vật đó, mọi người biết cái con vật đó rất đáng thương, cũng như chúng ta sống của con vật cùng chúng ta sống trên bầu trời, cùng hưởng sự sinh tồn của trái trời mấy đất. Khi chúng ta giết con vật đó, chúng ta bắt đó, thì nó sẽ chạy, nó sẽ không bao giờ để cho chúng ta bắt. Thì khi chúng ta bắt nó, chúng ta giết á, thì chúng ta giết nó sẽ giống như chúng ta ỷ mạnh hiếp yếu mà bắt nó, thì nó sẽ sân hận, giết nó thì nó sẽ sân hận chúng ta. Thì khi chúng ta giết nó thì nó sân hận, thì máu nó sẽ tụ, nó sẽ trở thành ra cái một chất độc tố, thì nó tụ vào cái miếng thịt. Thì chúng ta khi cái người mạng mà ăn vào cái miếng thịt đó, nó sẽ máu nó bị bẩn sẽ nó sẽ sanh ra bệnh. Những cái người mà mập mạp mà ăn mặn đó, thì khi chúng ta mà nhìn thấy cái người đó đó tưởng nó lần vẻ, nhưng mà thật sự mọi người ăn mặn đang ủ bệnh rất là nhiều đó mọi người. Thì khi mà một dịp tới á, đa phần người ăn mặn là bệnh nhiều hơn người ăn chay á. Cái nghiệp sát của chúng sanh nó rất là lực đáng sợ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có nói sẽ cái chiêu cảm tới cái quả báo mà câm điếc đuôi ngọc luôn. Vì vậy mỗi đăng ký clip này mỗi chia sẻ đến mọi người, chúng ta đừng nên sát sanh nữa. Mà nhục chi thế thượng đao binh kiếp, tu thánh đồ môn bán nhân thanh, dục đắc thi gian vô binh kiếp, trừ khi nhân loại muốn bất thị nhục. Thì khi chúng ta nhìn thấy cái thế giới này mà nó còn chiến tranh đao binh á, thì chúng ta nhìn xem cái lò mổ mà nửa đêm nó còn nghe tiếng thét, thì thế giới này không bao giờ ngừng chiến tranh. Khi chúng ta muốn thế giới hòa bình thì chúng ta phải đồng tình ăn chay. Mình đọc cái khi xưa một bát canh ngon, quán sân sâu như biển hận khó mòn, muốn biết vì đâu nạn binh lửa, lò thịt nửa đêm giận tiếng hận, hết thảy chúng sanh không sát hại, mười phương đâu có động đao binh, nhà nhà nam nữ đều tu thiện, thiên hạ đâu chi chẳng thái bình. Chúng sanh vốn thiệt là người xưa, người vật si vần kiếp đón đưa, chẳng muốn mang long cùng đá giác, sắc sanh sinh cá nhớ tay chừa. Hai cái câu cuối á, chẳng muốn mang long cùng đá giác, sát sanh sinh cá nhớ tay chừa, để Đức Phật nhắc mình đừng có bao giờ sát sanh, thì chúng ta sẽ mang long đội sừng mà trả. Vì Đức Phật có nói người giết dê, dê giết là thành người giết dê, dê thành người, người chết thành dê. Cái quả báo sát sanh rất là đáng sợ, xin mọi người mau sớm tỉnh ngộ để tu hành nặng ăn chay niệm Phật. Chúng khi cho mọi người á, ăn chay không được á, thì mọi người cứ ra ngoài chợ á, là mua cái thịt mà nó làm sẵn đó thì chúng ta dùng. Chúng ta không nên sát sanh, là đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì chúng ta ăn con vật mà không nghe tiếng thét tiếng kêu của con vật. Cái thứ ba nữa, chúng ta con vật không vì chúng ta mà bị giết,
Thì cái đó là trong nhập Phật, mọi nhớ gọi là tam tịnh nhục thì phải. Thì chúng ta khi mua, chúng ta trước đây ăn một ký thịt thì bây giờ chúng ta giảm chấm trăm cà gian thôi, thì chúng ta giảm lần lần tăng rau củ quả lên. Khi trước đây chúng ta ăn một ký tôm thì chúng ta giảm lại 800, dần dần chúng ta giảm cũng tăng rau củ quả nhiều lên. Vì chúng ta trước đây ăn tôm sống, ăn những con vật sống, thì bây giờ chúng ta cứ nghĩ là mình ăn mình sẽ bị quả báo, thì chúng ta ăn cái con vật chết thôi, đừng vì cái miếng cái miệng của mình mà mình mang cái nghiệp. Bởi vì khi chúng ta ăn nó thì nó sẽ sân hận chúng ta. Thì khi chúng ta ăn là đùi con vật mà nó chết á, chúng ta ăn thì nó cũng như là giúp chúng ta cũng trực tiếp và gián tiếp cũng có tội đó mọi người, nhưng mà cái tội nặng hay tội nhẹ mà thôi. Mọi người ăn á là đừng có nghĩ ngon, mình trước khi mình ăn cũng mình cũng ngon, cũng vì ngon cái miệng mà mình hại cái thân. Mình ăn ngon á thì ngon rồi, ngon cái miệng thôi, nhưng mà nó đưa vô cuống họng thì chúng ta không còn thấy ngon nữa đâu. Chúng ta đừng vì cái ngon mà chúng ta tạo ra cái nghiệp quả báo của mình, sau này mình lãnh cái hậu quả rất là quan trọng đấy mọi người. Nay Mùi Linh Mùi chia sẻ đây là một, tại vì Mùi đã có xem qua những cái kinh sách của Phật tổ thầy nói về cái vấn đề sát sanh rất là quan trọng. Mùi mong mọi người tất cả đều sớm ăn ăn chay tu hành nhờ Phật. Mình ăn chay không được thì mình tập, cũng như một tháng mình ăn không được thì mình tập, mình ăn một cự cũng tốt, một cự thì trong đó cái cự đó mình có rau củ quả mà mình không có thịt thì mình không cũng cũng tốt hơn một cự. Mình tập mình ăn một ngày, mình nhảy lên từ từ 2 ngày hay 3 ngày 4 ngày mình tập tập thì dần dần mình dán tu hành. Mình ăn chay không được mình dán tu tu thiện, giống như sống thiện nè, cũng như làm thiện, là có nghĩa là mình đem cái của cải là mình giúp đỡ cho người nghèo khổ. Còn mình niệm Phật, mình lạy Phật, mình ăn chay không được mình niệm Phật lạy Phật để cho nó tiêu cái túc nghiệp mình, bớt cái tiêu cái nghiệp chướng của mình á, để cho nó nhẹ đi, cái phước mình nó tăng, thì lần lần mình sẽ có đủ cái duyên là mình sẽ ăn được nhà ở trên sẽ đổ cho đó. Mọi người sẽ ăn được, không sao, mọi người cứ dán tu đi, dán niệm Phật ăn chay thì mọi người cứ tập từ từ đi, ở trên sẽ đổ cho mọi người được thành tựu. Dạ Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Để nghe rõ không? Dạ, nghe rõ. Dạ thì rất là cảm ơn tỷ đã có những lời chia sẻ mà đến cho bà con. Thì Đức Thầy có cho biết là mới đầu vô thì Thầy kêu mình ăn chay 4 bữa là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Nhưng mà đến mà một thời gian đó thì vô trong sâu đó thì Thầy lại kêu mình là ăn chay trường. Rồi đến 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 một thời gian tu vô lâu thì thầy nói là chay được tánh chay tâm mới quý, trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tọa vị nơi thân, muốn cho nên khuya sớm chuyên cần tìm nguồn khỏi diệt trừ tứ khổ. Thì một đoạn giảng trên thầy muốn kêu mình nào mới đầu vô thì ăn 4 bữa, rồi sau ăn chay trường, rồi sau ăn chay tâm, thì cũng như lời của chị nói vậy đó. Nó khớp với bên đây cái lý khí cơ, nó rất là khớp với nhau. Thì mong rằng bà con nghe được clip này, bà con ơi đừng có vì một miếng ăn ngon mà chúng ta lại là làm cho vợ xa chồng, chồng xa vợ, rồi con lìa cha mẹ. Thử quý vị, người ta bắt con quý vị ta ăn thôi, hoặc là ta bắt vợ quý vị ta ăn, quý vị có chịu không? Thì quý vị làm gì chịu, phải không? Không chịu thì không chịu, mình không chịu thì mình đừng đừng làm cho người ta giống như mình không chịu. Thì mình phải ăn chay lạc đi, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị mà cơm chan máu hồng. À, chị nói phải, khi mà con người ta mà ăn 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 mặn đó, người con người ta nó yếu ớt lắm, nó bị tích lũy những cái gọi là cái mầm móng bệnh ở trong mình đó, nó yếu lắm. Còn cái người ăn chay máu người ta máu loãng, quý vị không tin nha, quý vị gặp người ăn chay vì nó bây giờ có người quốc tạo nói là cái người ăn chay máu loãng. Con muốn cô bác, nhờ cô bác chứng chứng minh giùm, kêu người ta cắt nhẹ cái móng tay, đâm nhẹ vô móng tay cái đi, đâm nhẹ vô cái miếng thịt cái đi, là máu nó chảy ra như như là suối vậy quý vị, không bao giờ cầm cự được. Rồi chai máu loãng lắm, ngộ lắm, máu ta tốt quá mà tươi rối à. Nói rồi bởi vì thôi bây giờ thì để tiếp tục hỏi chị thêm,
thì cho em được phép hỏi là ai cũng nói cái năm dần năm nay là mọi mọi người rất là khổ. Hai năm 2000 đó là có cái biệt danh là năm thìn bão lụt, chết rất là nhiều người đi biển. Đến bước sang 2012 là người ta đã có thủ thế lại rồi, nước cũng dâng lên cỡ 10 với 8 của cái năm 2000, thì là một một con giáp. Tới năm 2024 tức là năm nay thì các chị gọi là điển thiên, rồi trong sách vở, rồi những người nằm chiêm bao thờ thời cuộc, những người tâm linh nhân dân đều nói về cái năm thìn này rất là khó khăn. Thì theo như chị nhận định như thế nào về cái năm thìn này? Chị có thấy bà con có khó khăn không, có thắc sở không, có thắc mùa không? Thì Dạ, mô di đà Phật. Anh Di Đà Phật thì một con chia sẻ mọi người năm nay một con thấy là mọi người rất là khổ, đau khổ tại vì cái nghiệp nó sẽ trổ lên, tại vì chúng sanh bây giờ là rất là quá ác, giống như là làm mà bất chấp thủ đoạn á, khó tổn tổn người tổn tổn người lại mình á, thì chúng ta làm cái đó là không tốt đâu. Mình làm cái gì á, thà mình tổn mình một chút mà lợi người thì mình nên làm, nhưng mà tổn người là mình thì không nên làm. Chúng sanh bây giờ là do không tin nhân quả, không tin thiện ác báo ứng, không có tin sinh tử luân hồi, tạo ra nhiều nghiệp ác, thành ra cái thế giới này nó xảy ra đủ chuyện, từ đây tới nó sẽ càng khổ càng khổ. Thì theo như á, mùi thấy là thế giới này sẽ đi đến, không phải là gọi là tận diệt mà thập giờ là chết hết, không phải vậy. Nó sẽ diệt lần lần, giống như là lục đường lần lần, thì con Phật Phật dưới, con ma ma dưới, con tiên dưới, nói chung là con quỷ quỷ dưới đó, thì lần lần nó sẽ đi đến cái cơ cũng là giống như là tận diệt, lựa sàng lọc lần lần tận diệt mọi người từ 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 từ, chứ không phải là diệt một lần diệt hết, để cho người đời thấy đó mà mau sớm thức tỉnh giác ngộ tu hành. Vì bây giờ giờ á là cái thế gian này nó xảy ra rất là nhiều chuyện vì do cái nghiệp quả báo của chúng sanh đó, tạo ra nhiều nghiệp xấu ác đó, thì nó sẽ trổ lên. Giờ mọi người cũng như cái trái mà mình trồng á, mình trồng cái cây đó, cái trái nó đã chín, nó sắp nó dụ nó tới cái ngày nó chín rồi nó phải trổ thôi, thì chúng ta sẽ bị cái quả báo đó đó, thì chúng ta cũng cộng chung luôn, cũng như người khác làm, chúng ta sống chung chung một bầu trời, cũng chung một trái đất, thì chúng ta cũng ảnh hưởng chung luôn. Thì bây giờ thấy cái cõi đời này bây giờ cũng như bây giờ cái nước thì nó cũng thiếu thiếu thốn, về lúa thì trồng bây giờ cũng như là hạn hán, và bây giờ khổ khổ đau quá, giờ chiến tranh nó sẽ không bao giờ kết thúc như cái clip vừa cái vừa dọn chia sẻ đó. Thì chừng nào chúng sanh mà ăn chay thì thế giới mới hòa bình, còn nếu mà chúng sanh không ăn chay thì thế giới không bao giờ chấm dứt đau binh đâu mọi người. Thì mọi người dáng cố gắng tu hành thì để cho cái phước đức của mình nó bọc lại mình qua cái kiếp tai nạn sắp tới đây. Thì gì người thấy càng ngày cái cơ trời nó càng khác, nó càng biến chuyển. Khi bước ra ông trời, mùi thấy ông trời muốn nói sao, trời cha trời, cha trời sao bữa nay con nhìn cha trời buồn quá, cha trời không có giống như tôi như hồi đó nữa. Mùi cũng thật thà cũng nói thiệt, tại vì cái tâm của mình thật là mình cứ nói thật, mình không có ngại cái sợ cái gì và đắng ở trên đó, có sao thì mình nói vậy. Mình nói trời con thấy sao cha trời nay cha trời buồn quá, con thấy âm u quá, con thấy cha trời không giống như hồi xưa nữa. Mọi người nhìn thử cái bầu trời cũng khác nữa, cái âm u nó không có giống còn tươi như hồi đó hồi xưa nữa, và khi giông gió nó cũng khác thường. Và khi mọi người có nhìn thử ra bầu trời có hồi đó là sao thì sáng dực à, thì bây giờ là sao không có còn sao như hồi hồi đó nữa đâu. Bây giờ nhìn lên bầu trời rất là buồn, nhưng khi mình thấy một tội nghiệp cho cha trời mẹ đất luôn, bộ nói là cũng như là do cái tâm của chúng sanh mà tạo ra, chứ cha trời mẹ đất cũng đâu có muốn là trừng phạt chúng sanh đâu, cũng như những cái thiên tai thế giới đó là đều do cho tâm chúng sanh đã tạo ra thôi á mọi người. Thì việc chúng ta dáng cố gắng sống thiện sống lành, vì dáng ăn năn sám hối tội lỗi của mình cùng với chư Phật và cha trời mẹ đất, người cầu nguyện cho mình
công phu công quả gì đó, mình đem công đức mình trước, mình cầu nguyện cho thế giới đi, mình cầu nguyện cho tất cả thế giới, rồi xong mình cầu nguyện cho đất nước của mình, rồi ăn thua gì mọi người cầu nguyện cho các đứa ở đây, thế giới và đất nước của mình được đã qua nạn khỏi, được thoát qua kiếp đại nạn, rồi sống trong cảnh bình yên an lạc và nó ấm với hạnh phúc, thì ăn thua gì mọi người chúng ta, tâm chúng ta hướng về nguyện như thế nào thì chúng ta theo cái tâm nguyện của chúng ta để cầu cho đất nước thế giới được bình yên, để cho nhà nhà được yên vui và hạnh phúc, mong mọi người mau sớm tu hành. Dạ. Hay là Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn tỷ đã có những lời khuyên bà con nên tu hành, tại vì cái thời kỳ này thật là sự thật là nó đã mỏng lắm rồi chị ơi, tỷ ơi. Thì em thì tỷ là đạo của Thống Nhất, còn em là Thích Ca, còn em là đạo của Hòa Hảo, thì cũng là một thôi, nhưng mà tại vì một bên thì tiền chẳng, có nghĩa là một bên dạy về cái đạo nó quyền thâm hơn, còn một bên thì dạy nó giống như tiền lẻ, thầy đổi ra hết cho mình, có bao nhiêu pháp môn thì thầy, bao nhiêu căn bệnh thì thầy đều đổi tiền lẻ cho mình hết. Thì cho nên thì ở đây em rất em nói theo cái căn cơ của thấp để cho bà con người ta hiểu. Thì ý của chị muốn nói là không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Đó là mấy ông Phật nói cho chúng ta biết. Rồi hai nữa đó là muốn cho chúng ta biết đó, là cái thời kỳ này là cái thời kỳ cùng và cuối. Cùng tức là cái ngõ hẻm mà mình chạy vô đó, kêu bằng ngõ, ngõ cùng đó, là cái ngõ đó là không có đường đi ra, nó cùng đường rồi. Cuối tức là cuối của đoạn đường. Cuối của đoạn đường mà vô con hẻm là ở trong cái đoạn đường nó có con hẻm, vô cái đoạn đường nó cùng cái nữa, có nghĩa là hạ nguyên hạ, rồi hạ tới cái thời thượng, rồi tới cái thời trung, rồi tới cái thời hạ mà còn hạ nguyên hạ nữa. Cái thầy nói là hạ nguyên nay đã hết đời, còn sư giải nói là hạ nguyên giáp tí bằng nay, hay là chuông kia treo sợ chỉ mành, chẳng lo tu niệm lo dành bớm ông. Thì ở đây còn nhiều chỗ mà thầy nói là lúc năm 1939 mà đến nay là năm 2024, tức là 84 năm, 84 năm mà cái chuông á, treo sợ treo cái công chỉ, mấy cái công chỉ treo cái chuông mấy tấn mà không gớt, hay là tuồng đời như pháo châm ngòi, bá gia yên lặng mà coi khùng này, cái viên pháo mà châm cái ngòi vô thì nó sẽ nổ liền chứ, mà 80 mấy năm mà chưa nổ, Quốc Tạo nghĩ là nó sắp nổ rồi đó, sắp tới rồi đó. Thì ở đây là những cái hiện tượng, những cái điềm báo của chị nói là nó đã lộ ra hết rồi. Giống như là chị nói đó, dòm lên trên trời, trên thiên văn mà thấy xong bữa nay buồn quá, thấy cha mẹ trên buồn quá. Thì đó chị, buồn là gì? Là sắp tới công việc rồi nó mới buồn. Thấy mình nó chứ, thấy ngồi trên đảnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Thì khúc đó, tới khúc đó là mới tính đó mới trời ơi đất hỡi, mang khổ hình gì bởi chẳng tu, ham vui nè, quyền quý dại ngu, chữ tu danh vọng như mù đi đêm. Thì để cho sáng tỏ cái sự việc của chị nói, cái lý khí cơ của bên thầy thì nó rất là phù hợp. Thì tiếp tục Quốc Tạo cũng xin hỏi chị, tại cái tỷ cho Mô Di Phật, thì hỏi tỷ là những cái gì mà tỷ hiểu biết được của cái cơ cuộc thì tỷ có trả lời, còn không biết được thì tỷ không muốn trả lời, thì một cái nào nó giấu thì tỷ cứ úp bình thường. Tại vì lắm lúc Quốc Tạo cũng vậy, thật sự Quốc Tạo biết ngày tháng hết trơn, nhưng Quốc Tạo không dám nói, tại chỉ nói những cái gì mà theo cái chính văn hoặc là theo cái hiểu biết của mình thôi. Thì Quốc Tạo xin hỏi tỷ đó là dịch bệnh nè, hiện giờ là dịch bệnh tràn lan ở ngoài nước ngoài, chết không có chỗ chôn luôn. Sự thật là hiện giờ ở bên Trung Quốc chết không có chỗ chôn, đài đăng lên gầm gầm luôn. Còn Việt Nam chúng ta thì cũng có nhiều ca, nhưng mà nó gọi là sao, gọi là nó ít, cho nên chúng ta sống chung với dịch, sống chung với dịch. Thì nếu mà sau này mà có cái trường hợp mà giống như ngày xưa đó, là dịch bệnh nó tràn lan, nó cũng không có cách ly đâu, tại vì bây giờ mình sống chung với dịch không à, mình tự mình bảo vệ mình. Vì mình bảo vệ mình, dịch nó sẽ tràn lan, nhưng mà giống như là một cái nạn đi, thì nó sẽ đến ở, thường thường là thầy nói là nhà giàu có sau nhiều tai ách, hoặc là giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Thì
tất cả đều đổ xô vào cái người giàu đó sẽ bị gặp cái đại nạn, thì theo tỷ nhận định như thế nào? Do cái người giàu đó là người ta có phước người ta mới giàu chứ, mà sao mà người ta gặp nạn? Có phải là cái kiếp trước người ta bố thí, kiếp này ta giàu, cái kiếp tới đây người ta không bố thí cho nên không có làm từ thiện không này kia, cho nên người ta phải nghèo lại và bị nạn lại, hay là người ta không tu tỷ, hay là đạo Phật pháp này nó sẽ đến rất là nhanh tỷ? Dạ Nam Mô Di Đà Phật. A Di Đà Phật, tỷ cũng chia sẻ với các con. Nó có để sắm người người giàu, người ta có phước người ta giàu, nhưng mà người ta không có tu. Đời đời trước người ta có phước người ta làm giàu bên đời này, nhưng mà đời này người ta ít có bao giờ tu lắm. Vì thời mạt pháp á, chúng sanh càng ngày càng xa Phật nhiều, vì sang giàu khó mà tu đạo lắm, khó thấy đạo lắm. Thì cho chúng sanh á chạy theo cái danh lợi tiền tài vật chất của thế gian, cái của cải của thế gian để tạo ra cái nghiệp. Cái gì trong cái mê, cái mình mê mà mình lầm nữa, mình cho đó là của thật của mình đem theo, nhưng mà quả thật nó là không phải là của mình đâu mọi người. Tất cả các pháp do nhân duyên sanh, thì tất cả các pháp do cũng do nhân duyên diệt. Thì giống như cái mạng sống của mình vậy, thì có sanh thì ắt có tử. Của cải trên thế gian này không bao giờ mà mình mang được một cái thứ gì khi mà mình nhắm mắt xuôi tay. Dù cho mình có giàu, dù cũng đương nhiều, hay nhà cửa, hay bạc tiền vàng, hay bất cứ cái thứ gì trên thế gian này, thì khi chúng ta nhắm mắt đó, thì chúng ta cũng bỏ lại cho tất cả mọi người trên thế gian xài thôi, chứ không, chúng ta không có mang được. Vì sanh chẳng đem đến mà chết chẳng mang theo. Thì khi chúng ta sanh á, chúng ta lọt lòng mẹ, chúng ta đâu có mang cái gì đến đây. Thì khi chúng ta ra đi thì chúng ta cũng hoàn không. Khi chúng ta sanh á, thì bộ bộ đồ chúng ta cũng không có. Khi chúng ta mất đi thì bộ cái nút áo người ta cũng lắc. Thế gian này có cái gì là của mình đâu mà mọi người chấp. Tiền tài danh lợi của cái thế gian á, chẳng qua là cho chúng ta mượn tạm để xài đỡ qua ngày thôi, chứ không phải là cái gì của mình. Công danh sự nghiệp, mạng sinh sớm, phú quý nhân kinh giấc mộng dài, thì cái công danh sự nghiệp của chúng ta nó giống như cái hạt sương vậy đó mọi người. Thì khi sương thì nó đâu có lâu, thì sáng thì nó nắng lên, chỉ cần ánh nắng một lát thì sương nó sẽ tan. Còn con người chúng ta, dù cho cái người đó giàu đến người đời kinh sợ đi nữa, thì nó cũng như giấc mộng mà thôi, không có gì là thật cả. Danh mà chi, lợi để mà chi, bèo mây bọt nước có ra gì, sao đường danh lợi hai tay trắng, cuối lớp thân tình nắm hộ sanh. Trên thế gian này không có gì của chúng ta cả. Chúng ta nhầm khi á, có người á, làm giàu vì đồng tiền lương thiện cũng có, mà đồng tiền bất thiện cũng có. Cái khi tổn tổn người lợi mình, đang bất chấp cái thủ đoạn để mình có cái của đó. Thì mình không có tin sâu nhân quả, không tin thiện ác báo ứng, không có tin sanh tử luân hồi, mà thật sự là có nhân có quả. Mọi người làm thì khi mà chúng ta làm thì chúng ta nó chưa có chỗ, cái quả nó chưa có tới. Thì khi một khi cái trái nó chín rồi thì nó sẽ chỗ, mà mọi người trả cái giá rất là đắt, cái hậu quả sau này rất là khổ luôn đó mọi người. Mọi người á, lấy giả cho là thật, cái của cải thế gian nó đâu có là thật, mà mọi người lấy giả cho là thật, lấy khổ cho là vui. Vô thường mọi người cho là thường, vô ngã mọi người cho là bệnh chắc. Thế gian này đâu có gì mình chắc, cũng có mượn của mình. Cái mạng sống mình còn giữ không được là có cái gì là của mình đâu, không có gì là của mình cả. Mình á, giàu, mình càng giàu thì mình càng cách xa Phật nhiều hơn, tại vì do mình chấp, mình lầm cái mê đó, mà mình tưởng đó là của thật của mình mang được, nhưng mà cuối cùng mình đâu có mang được cái gì. Mình chỉ có mang hai cái tội và phước mình mang theo, chứ không có đem cái gì cả. Thế gian thì hoàn lại cho thế gian, còn chúng ta chỉ có đem cái tội và cái phước của mình có phước thì mình đem phước, mình có tội thì mình đem tội, không có mang gì cả. Thì chúng ta cũng vì cái mạng sống ra cho gia đình mà chúng ta làm
mà chúng ta có sự tính toán đó, mà nãy mình nói đó là tổn người lợi mình đó, không nghĩ tới cái hậu quả đó, thì tội này khi mà nó đến rồi á, thật là khổ đó, tội ác nặng đó mọi người. Tại vì khi mình làm mà tổn người đó, làm cho người ta tổn thì người ta sẽ đau khổ, thì cái đau khổ đó nó chiêu cảm đến cái phước của mình sẽ từ từ mình sẽ giảm cái phước đó đi. Thì khi mà cái phước đó nó sẽ trổ có quả, thì vì khi mình gieo nhân đó thì mình thấy quả, mà khi mà cái quả đó nó hình nó, mình tạo khi mà cái nhân đó, khi mà nó hình thành nó sẽ thành quả, thì cái quả nó sẽ trổ giống như cái trái chín, thì nó trổ cho chúng ta sẽ thành cái quả báo. Thế gian này thật sự mà nói á, khi không có gì là của mình hết mọi người. Mọi người hãy dáng cố gắng mà nhận thức ra được là của cái thế gian là giả tạm. Thế gian đầy chân bảo, chất tín trận tận trời cao, sao bằng thấy được đạo, giàu sang sánh được nào. Thế gian này dù cho của cải của chúng ta có chắc đến tận trời cao đi nữa cũng không bằng thế đạo của Như Lai. Vì vậy chúng ta làm mê là chấp nó là cái gì? Chỉ đạo mới đưa chúng ta đến con đường giác ngộ giải thoát, giúp chúng ta từ mê quay ra về giác, từ ác cải thành thiện, từ tối bước ra sáng, từ người xấu đi thành người tốt, từ người xấu và trở thành người ngay. Chỉ cần chúng ta giác là chúng ta sẽ thành Phật, mà mê là chúng sanh. Phật với mình rất gần, giống như một bàn tay bên trắng và bên đen. Chỉ cần chúng ta giác là chúng ta thành Phật, mà chúng ta mê là chúng ta sẽ thành chúng sanh. Phật cũng thành Phật của một chữ giác đó. Chỉ cần chúng ta giác thì chúng ta sẽ được giải thoát ở mọi người. Chỉ cần chúng ta đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, diệt khổ được vui, thì siêu phàm nhập thánh. Mê là luân hồi lục đạo, ngộ thì giải thoát niết bàn. Thì mọi người chúng ta chọn cho mình một con đường đi. Khổ hay vui, đợi lạc hay an lạc, cười hay khóc, là tự chúng ta chọn cho mình một con đường đi á. Không ai sao gánh khổ một mình. Có khi mình á, mình vì cái đồng tiền mình tạo tội, mà trong khi mình làm á thì mình tạo có một mình thôi, mình đem về mình nuôi hết cả gia đình, thì khi cái tội đó nó đến thì mình gánh ăn thì ăn cả gia đình, một mình chịu mọi người. Mà có khi mình cái quả mình đã đến á, mình còn liên lụy đến cho gia đình của mình đó. Chúng ta gắng hơn, cố gắng hơn, nhận thức cái thế gian này là nếu vô thường và tạm của cái thế gian, không có cái gì là của mình cả. Mạng sống mình còn giữ không được, sáng còn thì tối mất, chiều thấy đó thì sáng mất đó. Mọi người có thấy khi mà có những người ta đi ra ngoài đường đó, người ta mất luôn ngoài đường, người ta đâu có được trở về nhà đó. Cái vô thường nó đến trước chúng ta bất cứ lúc nào, không tha cho bất cứ một ai. Xin mọi người gắng cố gắng tu hành để nhận rõ cái pháp của thế gian. Thì có sanh thì có diệt, không có gì trường tồn, cũng không có gì vĩnh cửu hết. Nếu nó có thật thì cái mạng sống của chúng ta nó cũng thật, chúng ta đâu có già, thì cuối cùng thân tứ lại của chúng ta cũng hoàn toàn cho trả lại cho tứ lại. Thì cái thế gian này chúng ta đâu có mang cái gì, thì nó chỉ là hoàn không mà thôi. Mong mọi người gắng cố gắng sống thiện sống lành, hỏi tâm hướng thiện, nhận thức thế gian của cái thế gian là tại già tạm vô thường. Mình tìm cho mình một con đường giải thoát để chấm dứt khổ đau. Mong mọi người gắng cố gắng sống thiện sống lành để tu hành, để tìm cầu giải thoát. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn tỷ vừa qua đã chia sẻ về cái pháp vô thường và cái pháp
Những cái gì không là có mà những cái gì có là không, tức là trên dương thế hữu hình tắc hoại, hữu là hữu hình là có hình, tắc sẽ bị hoại. Thì cái pháp này rất là cao bà con, nhưng mà nó cũng gần cái đời thật của chúng ta. Thì bác tạo xin đôi phút để nói về cái pháp này cho bà con nghe rất là nhanh gọn, cho bà con dễ hiểu luôn. Thì bác tạo nói cái gì cũng có giảng thầy nha. Thì nói về cái pháp vô thường đi, thì có một cái câu đoạn thơ của cái chú Phạm Hồng Giáp, là có một cái câu thơ như thế này: thương bấy người đời không dẫn không, của tiền con vợ có cũng không, anh em cha mẹ lâu rồi chết, danh lợi giàu sang gốc cũng không, trăm khéo trăm khôn toàn giả tạm, ngàn mưu ngàn kế cũng quần không, suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng phủi không. Có nghĩa là tất cả đều không. Còn Đức Thầy thì cho biết là nhắm mắt cũng nắm hai tay, nghĩa là không nắm được cái gì cả bà con. Đâu đem tiền của đem gài hầu non, có nghĩa là không đem được tiền của, mà hầu non tức là hầu là cái người hầu, non là trẻ, có nghĩa là cái người hầu trẻ, tức là cái con vợ lẽ của cái ngày xưa mình kêu bằng cái người kêu bằng hiện bây giờ kêu bằng vợ bé hay là tiểu tam gì đó, còn cái ngày xưa kêu bằng hầu non. Chỉ có tội phước hỡi còn thôi, có nghĩa là trả lời vấn đề là không đem được tiền bạc và đem cái con vợ nhỏ theo cũng không được luôn, là cái người vợ nhỏ là ngày xưa là người ta tam thê tứ thiếp đó, con vợ nhỏ là con nhỏ giờ con vợ người ta thương nhất đó cũng không thêm đem cho được, chỉ có tội với phước mới đem cho được thôi, hỡi còn thôi. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều thì tiên cảnh lên gài, tội nhiều thì sa đọa nhiều ngà thảm thê, chừng ấy biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Đó, mà lúc này mới trở lại cái vấn đề nè, mới ngồi mình ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan, ngày nay sớm đến Phật đà. Có nghĩa là thầy nói nếu mà biết đau khổ như vậy đó, tại sao mình không trở lại con đường Phật pháp đi, mình không tu đi mà mình đỡ cái gì nữa. Ngày nay sớm đến Phật đà niệm tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tức là đảo lại vấn đề là nhờ ông Phật cứu linh hồn mình đi tu hành đi. Đó là cái gốc gác là như vậy. Thì một mẫu chuyện ngắn để cho biết cái sự vô thường như thế nào, thì như thế này, Quốc Tạo sẽ nói tóm tắt rất là nhanh. Là có một cái tờ báo, Quốc Tạo đọc cái vô cái tờ báo đó, thì trong một cái đoạn văn cái cô này cô than một đoạn ra, thì cô nói như thế này, cô nói là cổ là một doanh nhân, tức là một cái người thành công nhất sự nghiệp trong cái sự nghiệp giàu có của cổ, mà cổ là một cái chủ tiệm tóc có nhiều, có cái kiệt tiệm tóc của cổ có nhiều tầng rất là cao, và cổ sẽ nói một cái bài thơ như thế này. Cổ đang nằm ở cổ hiện giờ cổ đang nằm ở trong nhà thương, cổ lên một cái bài thơ, cổ nói là ôi thôi tôi sáng sớm tôi đi uống cà phê đi ăn sáng bằng máy bay, nhưng mà bây giờ tôi phải ngồi trên chiếc xe lăn được hai người y tá hộ tống tôi đi uống thuốc. Ôi thôi, khi tôi ngồi vào bàn thì tất cả những đồ ăn cao lương mỹ vị đều đem vào đây hết, nào bào ngư nào di cá, nhưng mà ôi thôi tôi làm gì tôi ăn được. Hiện bây giờ y tá phải nhỏ cho tôi những giọt muối để giữ tánh mạng tôi lại từng ngày từng phút từng giây. Nói rồi ôi thôi tôi hồ bơ, tôi bay xuống là có nhà tôi có hồ bơi trên tầng thượng, tôi sẽ tung hoành trong hồ bơi, nhưng mà bây giờ làm gì tôi bơi được khi là tôi đã bị ung thư thời kỳ cuối, tôi đi còn không xong làm gì tôi bơi. Rồi tôi khi tôi ngồi xuống trang điểm buổi sáng có năm bảy thợ hớt tóc cắt tóc lợ làm trang điểm của tôi, cái đầu tôi, nhưng mà bây giờ tóc tôi còn đâu nữa mà làm, tại tóc bây giờ ung thư rồi, cạo trọc hết trơn rồi nó, thì quá đặc biệt đi. Còn tôi xuống dưới bước xuống xuống là xe cộ, một chiếc xe mà 2 tỷ là tôi có 4 chiếc, mà bây giờ tôi phải ngồi lên chiếc xe lăn tại vì tôi không có khả năng để tôi chạy xe được nữa. Thì bây giờ trở lại vấn đề, thì cô này cô nói, cô mới chấm chấm, cô nói là thì ra là như vậy, thì ra tất cả mọi sự việc đều là giả dối hết. Cho nên bà con ơi, có một số người á, người ta quý cái của người ta quý lắm, có khi là người ta người ai mượn xe mượn này kia ta không cho, hoặc là ta làm nó rất quý của người ta. Nhưng mà Đức Thầy nói vậy nè, Đức Thầy nói á,
thân ta còn dài đó mai đây, thân tức là cái thân mình nè, còn mà bị đưa đi đưa đưa đưa, đưa đi đưa xuống kìa, còn bị bệnh hoạn kìa, còn bị chết kìa, mà của ấy cũng khi ta như hiệp thầy nói của có nhầm nho gì đâu, cái thân này nè còn bỏ kìa, cái thân là xác cho mình mỗi ngày còn bỏ kìa chứ cái của đó thì rất là tuyệt vời trong một cái đoạn giảng trên. Cho nên bà con thấy không, tất cả mọi chồng con vợ rồi của cải tài sản vật chất gì đó nó là đủ duyên, nhưng như chị nói đủ duyên thì nó kết, hết duyên thì nó tan, chứ không có phải là của chúng ta đâu, là của bốn nhà ở trên trái đất này, tức là khí là hơi thở, nước rồi lửa hơi ấm, tức là bốn bốn cái căn nhà này là để sẽ là hủy diệt tất cả đồ chúng ta hết, chứ không có gì cả đó. Thì cho nên là đến đây là sẽ nói với bà con biết là những cái gì mà chúng ta có được, giống như là những con chim ban đêm thì súm nhau bay về cái cành cây đậu lại, tức là gia đình của mình hợp duyên, vợ chồng con cái cháu gì đó tới hết duyên chết đi ra đi lại, sáng sớm con chim nó sẽ bay đi về mọi hướng mọi nơi khác nhau hết, không ai giống ai. Dạ thì Nam Mô A Di Đà Phật. Thì được phép hỏi tỷ cái câu cuối cùng để kết thúc cái mạng đề hôm nay, thì con này cho hỏi cơ một chút là cái lúc nào đó mà trước khi mà xảy ra một cái việc gì đó là nó sẽ có một cái điềm báo giống như là trước khi mà ở bên Trường Xuân đó, trước khi mà cái bệnh viện mà được phát hiện cái bệnh phổi trắng mà đầy hết trơn á, thì trước đó mấy ngày là những cái con quạ nó bay đầy trời hết trơn đó. Thì còn trước khi mà cái trận động đất xảy ra đó thì có cái con cá ở dưới đáy biển của Thái Lan nó cũng từ 1.000 mét mà nó bò lên, nó lội lên mặt biển luôn, có nghĩa là nó có một cái hiện tượng. Thì Đức Thầy có cho biết là khó nổi biết tới năm thìn, mưu cao như gã Cống Quỳnh ngày xưa, trời chuyển thì ắt có mưa, lực dày trái chí lực thưa trái đầu. Thì khi mà chuyển tức là điềm báo, rồi sau đó sẽ mưa tức là cái đại nạn sẽ đến. Thì có nhiều cô chú bác nói là cái năm thìn này nè, nói thẳng năm thìn này nè là sẽ có một cái trận gọi là hiện giờ thì đang mình đang khô phải không, nhưng mà người ta lại nói nghịch lại, người ta nói là sẽ có một trận nước sẽ lên ngập từ rất là nhiều chỗ luôn. Thì mấy em gài mấy em gài tỷ dòng trên bầu trời thì thấy rất là buồn. Còn hai nữa đó là Quốc Tạo thấy á, là ở ngoài vùng ngoài đó có điện cho Quốc Tạo nói là tự động cái ở ngoài cái mé biển đó, cái mấy con cái mấy cái con cá voi á, mấy con cá voi mà con cá voi nhỏ đó, con cá voi nhỏ nó không phải con cá voi, con cá gì đó mà 30 con nó đùn vô, nó đi sát vô biển hết trơn, như là làm điềm vậy đó, làm điềm kỳ lắm. Thì theo như tỷ nhận định như thế nào về cái năm thìn này mà ta nói ai cũng gặp nạn hết trơn, mình có thấy cái nạn gì không vậy? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này tí không biết chia sẻ với đề như thế nào luôn đó. Không không sao, cái nào mình thấy được thì mình chia sẻ, không được thì mình có thể mình cho qua, mình hỏi câu khác không sao. Thì bây Thôi giờ cái hỏi chia sẻ thì hả? họ không được thì để hỏi câu khác ha. Cái không trình độ hồi nãy tí nói này tí dạ thì tí chia sẻ cho đề đó. Thì nhiều khi tí nói cho đề nghe cái gì mình biết thì mình nói, chứ mình không nói đúng thì mình cũng có không không tốt cho mình, không tốt cho người nữa. Rồi vậy thì tỷ có quyền chia sẻ những cái gì mà tôi hiểu biết đi. Thì bây giờ thì nói đại luôn nha. Dạ. Thì bây giờ thì tỷ nói đại mấy câu mà hơi như hồi nãy đi, giờ tỷ bắt qua cái mà tỷ chia sẻ với đệ Dạ. là cái cách phong tịnh độ, như theo như đệ nói hồi nãy mà cái mà nước đó, thì trước đây á tỷ nghĩ là sau này chúng sanh chết nước cũng nhiều lắm á, tại vì trước đây cách cũng lâu rồi, chỉ thấy tỷ ngủ thì thấy toàn là nước không. Thì mình lúc đó tỷ thấy không có nhà cửa gì hết, ai gì hết hết, thì tỷ thấy toàn là nước, tỷ cũng có nghĩ là chúng sanh sau này sẽ chết vì nước lắm. Rồi cái năm giờ tỷ thấy cái khoảng tháng 6 là mấy tháng sau là ở dưới gì mà
bị lốc xoáy mà sập nhà sập cửa dưới ngoài miền Trung miền 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 gì mà bị đó. Thì cái lúc đó thì thấy không bao lâu thì ở đó mấy cái vùng đó bị đó, thì thấy cái này là không phải thấy mà cái dạng như giống như kêu đó, nói sắp tới có dân bão mà tỷ thấy chỉ nghe vậy thôi chứ tỷ không có, cũng giống như là không có quan tâm, mình nghĩ chắc hơi kệ nghe vậy thôi. Thì xong mấy tháng sau là chị thấy ở dưới, chị nghe ở dưới cái ngay chỗ cái gì chỗ cái miệng miệng gì đó để mà đất sét mà sập nhà đó, tỷ không không nhớ nữa, nhưng ngoài miền Trung miền Bắc nó là bị, thì tỷ nghĩ là thì tỷ cũng nói là cái quả của chúng sanh nó sẽ trổ rồi thì nó sẽ di chuyển tùm lum cho thế gian này, mọi người chúng ta cũng giống như cộng chung sống trên cùng một trái đất một trời, chúng ta cũng cộng chung rồi chúng ta sẽ khổ gì đó. Thì bây giờ để qua chia sẻ về cái pháp hôm chút về bên tịnh độ, thì cách nay mấy bữa một sư với mọi người là một muội nha, cách nay mấy bữa muội có coi được cái nghe được cái clip từ bên kênh Quốc Tạo, mà có nghe cái có một cái tỷ nói về là khi vãng sanh tịnh độ á niệm Phật A Di Đà cũng tốt, nhưng mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc á thì hưởng phước một thời gian sẽ trở lại tha bà cũng còn luân hồi lục đạo, đó là câu thứ nhất. Vì tỷ có nói á, là một câu là chúng ta thanh tịnh á, chúng ta mới về niết bàn, nhưng mà về cực lạc cũng là nơi niết bàn đó mọi người, thì mọi mọi bỏ cái câu này qua đi. Câu thứ hai nữa thì mọi nghe cái tỷ đó nói khi mà có một người cha đạo có đài, nhưng mà khi mà lúc bệnh á thì không có niệm cao đài tiên ông gì mà chỉ niệm Phật, thì lúc á là niệm Phật Phật không á, và người cha ra đi thì không biết cái giấc mơ đó thì thấy cái gì trước sau gì, cái giấc sau khi ba mất gì đã thấy cái giấc mơ, thì muội chỉ chia sẻ một chút phần đó cái giấc mơ của chị. Thì chị tỷ có đó đó mới nói á là tỷ chính là chị chính nói á, chính mình chị nói là ba của tỷ sẽ không có được giáng sanh, thì tỷ chính đính á, tỷ nói á người niệm Phật thì phải tu hành á, là công đức phải sâu dày tu phải cho sâu dày lâu năm á, chứ còn kém á cũng không có được giáng sanh đâu. Thì tỷ có nói cái câu đó là tỷ mới nói ra, cho nên một người làm ác mà hả quay mới quay trở về thì sắp lúc sắp tâm chung tỉnh táo niệm mấy câu Phật hiệu là được vãng sanh sao, không bao giờ có chuyện đó. Tỷ đó nói là chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đó. Thì bữa nay muội cái lấy cái kinh điển của Phật và những lời dạy của Phật tổ, muội sẽ giải thích hai cái câu đó cho mọi người nghe. Tại vì khi chúng ta nói pháp và chúng ta nhất là pháp môn tịnh độ, tại vì pháp môn tịnh độ đã đưa ra con người đánh giá giải thoát ngay trong cái đời hiện tại này, đó được Phật Thích Ca giới thiệu Tây Phương cho chúng sanh. Nhưng mà khi mình nói mình không có dựa theo cái lời kinh đó, mình tự ý mình nói đó, mà để tâm của người khác mà là cũng như là lùi sụp mà không có con thối thoát đi cái đường giải thoát thì rất là tội. Thì bữa nay một chia sẻ thì muội mong cái tỷ nào mà nói cái clip muội nghe đó, thì khi mà muội tỷ nghe được cái clip này của muội á hôm nay á, thì muội cũng chia sẻ thôi chứ muội không có gì mà với tỷ hết cả. Cái dạng như muội nói đây là muội chỉ chia sẻ như những gì muội lấy từ kinh Phật hoặc là lời dạy của Phật rồi tổ của thầy muốn chia sẻ thôi, chứ muốn không có cái ý gì cùng với tỷ. Xin tỷ cũng hoan hỷ nếu mà nghe được cái clip này. Cái câu thứ nhất á là tỷ nói á là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc á, một hưởng phước một thời gian
thì sẽ xuống ta bà để cũng còn luân hồi trong lục đạo. Thì mụ cũng thưa thiệt với tỷ, Phật Thích Ca nói trong ba kinh Tịnh Độ á, kinh Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ và A Di Đà, chúng sanh vãng sanh đi phương cực lạc là bất thối chuyển, không có còn luân hồi lục đạo nữa. Cái pháp môn Tịnh Độ là cái môn á để cho hàng hạ căn của thời mạt pháp rất là nhiều, cũng như căn cánh của chúng sanh thời mạt pháp rất là kém. Thì thành ra lúc Phật Thích Ca mới nói ra ba kinh Tịnh Độ và giới thiệu cảnh giới Tây Phương cho chúng sanh, nhập viên chúng sanh niệm Phật và đem những cái công đức đức đàn nào có được đều tất cả đều hồi hướng nhân sanh, cũng như mình trì chay giữ giới cúng dường chư phan đốt đèn dân cúng hương, tất cả đều hồi hướng nguyện sanh cực lạc. Đây là lời Đức Phật Thích Ca đó, đọc phiên mình vãng sanh hồi hướng và mình khoát nguyện. Cái pháp môn Tịnh Độ đó là cái thời mạt pháp để chúng Đức Phật Thích Ca để chúng sanh về cái pháp môn này là dễ tu dễ hành mà dễ chứng mà rất là khó tin. Tại vì Đức Phật nói là năng tính chi pháp, thì cái pháp môn dễ dễ tu dễ chứng cũng dễ hành mà nhưng mà là rất là khó tu. Vì khi chúng ta mà tin được cái pháp môn Tịnh Độ là phước đức của ta cũng rất là sâu dày. Cái pháp môn Tịnh Độ mà Đức Phật Thích Ca chỉ cho chúng ta đó để cho chúng ta được cái con đường mà giải thoát, chấm dứt khổ đau, không có còn luân hồi trong lục đạo. Nếu mà vãng sanh Tây Phương cực lạc á, mà hưởng phước một thời gian xuống ta bà cũng còn luân hồi lục đạo, thì Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng sanh ấy làm gì? Ba kinh trong cái Tịnh Độ mà Đức Phật Thích Ca thuyết, Đức Phật Thích Ca không bao giờ nói mà vãng sanh Tây Phương cực lạc còn luân hồi lục đạo. Cái pháp môn Tịnh Độ không như bây giờ, thí dụ mình tụng kinh đi, bây giờ mình phải ngồi nghe bằng Phật, Phật kinh nó quá dài có người nhớ người không. Còn pháp môn Tịnh Độ là câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ hồng danh, chúng ta làm gì, mọi người chúng ta có làm gì cũng đều niệm Phật được, đi đâu cũng đều mang cái câu Phật hiệu đó đều niệm được. Tổ quan còn cho mình vô tới cái nhà vệ sinh mình niệm nữa cơ, chứ đừng nói là tới chi ở ngoài. Nhưng mà lúc đó là mình trong cái nhà vệ sinh mình không được niệm gia tiến, mình chỉ niệm là thầm là trong tâm, tại vì tổ sợ mình cũng như là gián đoạn cái câu Phật hiệu. Tổ còn cho phép mình niệm trong nhà vệ sinh đó, nhưng mà mình mật niệm ở trong tâm thôi, chứ không có phải gia tiến. Ví dụ gia tiến là mật kính, khi mình nằm ngủ mình cũng vậy đó, mình cũng được niệm nhưng mà mình không niệm gia tiến đó, mình niệm thầm và mình ngủ, mình thiếp ngủ luôn. Thì khi mình chia sẻ Phật pháp đó thì mình phải lấy từ cái nhất là cái phong môn Tịnh Độ, cái móc phong Tịnh Độ rất là quan trọng để đưa đến chúng sanh cái con đường giải thoát đó. Mà khi mà mình nói sai lời á, để cho mọi người thoát thoát cái tính tâm á, mà mất cái đường giải thoát thì tội này rất là nặng. Có một vị tổ cũng từng nhắc nhở cái câu nói này: chúng ta khi nói pháp môn Tịnh Độ thì chúng ta phải dựa vào kinh điển, mà một người nghe mùi phim những người nghe cũng phải cũng vậy, phải giữ người chia sẻ Phật pháp khi chúng ta nghe đó, chúng ta phải nghe cái câu đó rồi nó như thế nào, rồi nó có hợp hay là không, mình phải tư duy và suy nghĩ rồi cái câu đó có Phật nó nói hay là tổ hay là, chứ không phải nào mà nghe một người như là tự mình chia sẻ, mình tự mình suy nghĩ và mình tự tự mình cũng như cái ý tưởng của mình tự mình nói ra là cũng không đúng. Rất là nặng đấy. Mụ nói đây là sự thật, mụ khuyên tỷ hay nên ha, khi mà học tỷ có nói được pháp môn cái tịnh độ thì mụ khuyên tỷ nên hãy dựa vào kinh điển của Phật. Những gì mụ nói đó mọi người không tin thì cứ theo kinh mà tìm hiểu để coi có phải là cái còn vãng sanh Tây Phương cực lạc còn luân hồi lục đạo hay là không, thì mọi người được sẽ biết.
Còn cái câu thứ hai, tại vì Đức Phật nói á, tất cả chúng sanh di hữu Phật tánh, mỗi người có khả năng là Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng thành Phật hết, mọi người. Mọi người đừng có sợ, cứ yên tâm mà niệm Phật. Tổ Thiện Đạo có nói, đừng có nói tới 10 mà tới 1 luôn. Một niệm cũng được vãng sanh mà Đức Phật. Nhưng mà cái giới điều kiện là Phật, chúng ta phải tâm, tâm chúng ta phải ý tưởng vãng sanh, chứ không phải là cái miệng của chúng ta niệm mà ý chúng ta không tưởng thì chúng ta cũng được vãng, không được vãng sanh. Thì cái pháp môn Tịnh Độ này nè, để cứu giúp chúng sanh trong thời mạt pháp, đưa chúng sanh đến con đường giác ngộ, giải thoát, chấm dứt khổ đau. Còn chúng ta không thể nào mà chia sẻ mà không dựa vào kinh điển. Thì rất là khổ cho chúng sanh. Chúng sanh đọa lạc là mình có tội. Nhiều khi mình nói mà mình nói không đúng, mình cũng có tội, có lỗi với Phật, mình có lỗi với chúng sanh. Thì mong mọi người hãy khi nghe pháp hãy nhớ, thì chúng ta hãy lấy cái lời pháp của cái người đó đó, thì chúng ta hãy đưa vào cái kinh coi thử có nó có giống hay là không, có đúng hay là không. Thì chúng ta hãy nghe và chúng ta tu, chúng ta học hành, hành trì được, chúng ta sẽ đi đến con đường giải thoát. Mọi người cứ yên tâm mình niệm Phật, không sợ gì hết. Chỉ cần chúng ta niệm Phật là chúng ta được vãng sanh mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải có tín nguyện và hạnh. Tại vì bên pháp môn Tịnh Độ nó có ba món tư lương, đó là tín nguyện và hạnh. Chỉ cần mọi người tin sâu và nguyện cho tha thiết. Tin là tin, là hành trì. Hạnh chuyên á, là mình niệm Phật á, là cái nguyện, cái lòng tin là chúng ta tin lời Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Chúng ta tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà hiện ở Tây Phương. Chúng ta tin khả năng mình thành Phật. Và khi chúng ta nguyện thì chúng ta nguyện phải tha thiết. Chúng ta phải thành tâm, cái tâm của chúng ta nguyện, mà chúng ta nguyện bằng cái tâm. Tâm thành thì Phật chứng, có cảm tức phải có ứng. Chứ chúng ta, chứ không thể nào chúng ta mà nguyện mà cái nguyện cái suông suông được. Nhờ hành là hành trì á, thì chúng ta hành trì cái niệm Phật đó, thì bây giờ thanh tịnh cũng được, mà không thanh tịnh cũng không sao, thanh tịnh càng tốt. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta tâm chúng ta là tâm chúng sanh, mà Đức Phật nói chúng sanh tâm vi nhĩ mã, mà ngàn người chưa có người được thanh tịnh, mọi người cứ yên tâm, không sao cả. Chỉ cần chúng ta niệm Phật thành tâm, tin tưởng và phát nguyện cho tha thiết. Còn cái vọng vị thấp hay cao là do chúng ta thành hành trì sâu hay cạn mà thôi. Mọi người đừng coi thất thối cái tâm của mình mà mất đi con đường giải thoát. Còn chịu khổ luân hồi trong lục đạo thì rất là khổ. Mong mọi người hãy nghe cái clip này mà của mọi chia sẻ đó, thì khinh phát tính tâm cầu sanh Tịnh Độ. Và cái câu thứ hai á, là cái tỷ á, là tỷ nói á, làm niệm Phật á, tu phải lâu năm thì công đức được mấy được vãng sanh, còn cả đời làm ác á mà mới tu á thì áo trong lúc tỉnh táo lúc nào niệm Phật được mấy câu, làm sao được vãng sanh, thì chị chắc chắn là sẽ không có. Nhưng mà muội nói là có. Muội nói vậy, tổ nói chỉ cần một niệm thì chúng ta cũng được vãng sanh. Tỷ khẳng định ba cố tỷ không được vãng sanh, thì hôm nay muội làm sao ba cố tỷ không được vãng sanh, tỷ biết không? Bữa nay muội nói thật cho tỷ biết luôn đó. Tại vì ta của tỷ không có phát nguyện vãng sanh, niệm Phật nhưng mà không có phát nguyện vãng sanh, mà Đức Phật Thích Ca thì khuyên mình phát nguyện vãng sanh và đem công đức đành hồi hướng vãng sanh. Mà ba của tỷ niệm Phật mà không phát nguyện thì làm sao vãng sanh,
mình không muốn về thì Phật làm sao mà nắm tay mình về, đâu có chuyện đó bao giờ. Và tỷ lấy cái lời đó đó, tỷ khẳng định là chắc chắn người tu hành lâu năm công đức sâu dày mới được. Hồi sinh tôi với tỷ không phải vậy đâu. Đức Phật chưa bao giờ nói trong kinh là người đó tu sớm hay muộn, tu công đức sâu dày hay là công đức mới tu gì. Phật không có đưa ra điều kiện. Trong 48 lời thệ nguyện của Phật cũng vậy, Phật không đưa ra điều kiện nào hết. Chỉ cần chúng sanh niệm Phật thì Phật tiếp dẫn. Đó là điều kiện của Đức Phật Di Đà. Tại vì Ngài là chủ động tiếp dẫn chúng sanh, chứ chúng sanh không phải tự chủ động Ngài tiếp dẫn. Để Ngài vì chúng sanh thành tựu cõi Tây Phương, Ngài vì chúng sanh phát 48 lời đại nguyện để tiếp dẫn chúng sanh thoát khỏi luân hồi lục đạo, chấm dứt khổ đau. Thì Ngài chỉ cái bản quyền của Ngài, Ngài cứu độ chúng sanh. Mà nếu mà Ngài tiếp dẫn cái chúng sanh mà công đức sâu dày, mà bỏ cái chúng sanh công đức mới tu đó, thì cũng đâu có được. Nó trái với cái lời quyền của Ngài vậy. Thì mọi người nghe cái lời nói của Mùi hôm nay và cái tỷ không vậy, Mùi xin tỷ có quan hệ cho Mùi. Mùi chia sẻ đây là Mùi chia sẻ bằng cái tâm hành của Mùi. Mùi lấy những cái lời Phật và tôi Mùi nói thôi. Thì tỷ nghe được cái clip này, tỷ có quan hệ Mùi, không có phải là chỉ có thể nói tỷ cái gì đâu. Chúng ta, Phật dạy chúng ta nên phát nguyện vãng sanh. Mà mình không phát nguyện, mà mình nói mình vãng sanh, thì mình đem cái câu nói đó nhằm khi mình lên cái clip này, mình nói cho mọi người làm thất cái tính tâm. Thì cái tội này, thật sự mà nói, Mùa có nghe một cái gì tổ nói như vậy là rất là nặng đó. Mùa sinh tỷ mới mốt có chia sẻ Phật Pháp, Pháp môn tịnh độ, nhất là Pháp môn tịnh độ là con đường giải thoát của thời mạt pháp của chúng sanh. Xin tỷ hãy cẩn thận mà chia sẻ. Cũng như trước đây á, Mùa cũng có nghe một cái người đó nói á, là cửa Tây Phương á, cửa Tây Phương sắp đóng. Và có người cũng nói niệm Phật thanh tịnh mới được vãng sanh, niệm Phật không thanh tịnh không được vãng sanh. Mùi thưa với tất cả mọi người, 48 là điều nguyện Phật không bao giờ mà đưa ra cái điều kiện. Người đó thanh tịnh ta mới tiếp dẫn, người không thanh tịnh ta không tiếp dẫn. Người đó tu hành cái công đức cho sâu dày ta mới tiếp dẫn, người đó mới tu ta mới tiếp dẫn. Không bao giờ có chuyện đó. Mùi nói là mùi dựa theo kinh. Trong 48 kinh, 48 phẩm trong kinh Vô Lượng Thọ. Thì mọi người cứ nghĩ đi. Bây giờ mùi thí dụ nè. Như con bà B á, thì bà bị bệnh mà cả đời bà không biết tu, bà mới không biết tu đây thì bà bị bệnh rất là nặng, bà sắp hấp hối, bà sắp chết. Thì có cái bà A đó, bà ở gần, bà đi qua, bà là tu lâu, cái băng bà đi qua thăm thì bà thấy bà B á sắp mất, nhưng mà niệm Phật lại có trong sự bệnh mà nó sẽ tán loạn. Thì bà A bà cứ nghĩ là bà B bà sẽ không được vãng sanh. Thì cái ý tưởng của bà đó, bà sẽ nói cái bà này bà bệnh, bà niệm Phật tán loạn và không có thanh tịnh thì bà không có được vãng sanh đâu. Nhằm khi bà còn đi nói người này người kia đã cho mất cái tính tâm. Thật sự mà nói á, là có vãng sanh hay không á, thì do cái bà B bà biết chứ làm sao mà bà A bà biết được. Tại vì cái bà B là người chết chứ bà A bà đâu có biết, bà đâu có chết mà bà biết. Mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ. Mỗi chia sẻ là thật lòng muốn mỗi đem những gì mỗi bị hiểu biết được trong kinh điển của Phật mỗi chia sẻ cho mọi người. Thì Đức Phật tiếp dẫn, Đức Phật đâu có đưa ra điều kiện đâu.
Nếu mà Đức Phật tiếp dẫn cái người mà thanh tịnh á, bỏ cái người không thanh tịnh á, Đức Phật tiếp dẫn cái người công đức sao dày mà bỏ cái công đức của người mới tu á, thì ngài đâu có ở ngôi chánh giác, ngài đâu có thành Phật được. Tại vì cái bản nguyện của ngài là tiếp dẫn chúng sanh khi niệm Phật. Khi Đức Phật Thích Ca ở viện vô thường trong tịnh xá Kỳ Hoàng, Đức Phật bảo chúng sanh khi bệnh quay mặt về phương Tây, hướng mặt trời lặn, ý tiệu tưởng giảng sanh về tịnh độ. Chứ chỉ có người người ta khi người ta sắp lâm chung á, đa phần con người ta là cái nghiệp đó, mọi người thì hay bị bệnh lắm. Bệnh có khi là cái dạng như trong được khi niệm Phật tán loạn đó, cái sự đau đớn thì cái người đó đó niệm Phật trong cái sự rất là đau khổ. Tại vì khi cái người đó đó mà bệnh á thì 84.000 lỗ chân lông á, khi mà thân tứ đại của chúng ta sắp giả là cái 84.000 lỗ chân lông trên cơ thể của chúng ta, thì từ lỗ nó sẽ đau, thì cái thân thể của chúng ta rất là khổ trong sự cái đau đớn. Thì vì vậy mà trong nhà Phật bây giờ có cái dạng như chúng ta khi có người thân mình sắp mất, chúng ta đừng có đụng đậy lại từng cái chỗ đó, tránh đi cái cho người thân của mình sân si. Chỉ cần cái người đó tuy rằng người ta bệnh nặng, thì có khi có người á bệnh nặng quá, cái giờ cái miệng á, cái dạng như cái lưỡi nó thụt người ta đó đó, người ta đâu có niệm được. Chỉ cần cái tâm của tăng niệm, cái ý tưởng người ta giảng sanh, người ta cũng được giảng sanh. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói cái câu mũi mới đọc để vừa rồi đó. Còn 3 tỷ này không giảng sanh là do cái 3 cố tỷ không phát nguyện. Chúng ta nên phát nguyện là cầu sinh giảng sanh thì Phật mới tiếp dẫn chúng ta. Chúng ta không phát nguyện thì làm sao mà giảng sanh. Vậy mà tỷ khẳng định chắc chắn là nó không được giảng sanh này, khi công đức cạn, công đức sâu dày nữa. Thật sự mà nói, mỗi mong tỷ hãy hoan hỷ những lời tỷ buổi chia sẻ hôm nay, tỷ có nghe được xin hoan hỷ. Thì vì có con người của chúng ta, Đức Phật ví dụ khi chúng ta sanh ra thì thân thể của chúng ta nó như cái con rùa mà lột cái mai vậy. Tại vì thịt chúng ta nó non lắm, chăm mẹ cũng chúng ta đẻ thời gian rất là đau, cái thịt cũng ta non lắm thì nó rất đau. Khi chúng ta chết đi á, sắp chết thì giống như con cua mà bỏ vô cái nồi nước sôi thì con người ta chết, thì khi đó đó nó dụng giống như con cua mà nó dụng từ cái que cái càng giống chết vậy. Cái thân con người ta cũng giống như vậy đó mọi người. Thành ra khi mình thấy cái người đó mình niệm Phật trong bệnh hoạn hay cái sự đau đớn, mình đừng có cho là người đó không được giảng sanh. Thì mình nghĩ bậy, mình nói bậy là mình cũng mắc tội nữa đó. Thì mong mọi người hãy nên suy nghĩ kỹ khi mình nghe chia sẻ về Phật pháp, nhất là pháp môn tịnh độ, thì mình phải suy nghĩ cho cái lời nói của cái người đó có hợp với cái pháp của Phật hay là không. Nhìn mình phải tư duy suy nghĩ để mình hành theo Phật. Bởi vì Đức Phật có nói pháp của ta như vậy, làm như vậy, nói như vậy, Như Lai đã hành trì, còn theo đó mà hành trì tu các phước tiền còn sanh về cõi tịnh độ. Thì ngài nói gì thì mình làm theo ngài đi, mình cộng thêm cái phước mình làm đó là nó trợ hành cho mình, còn mình tu đó là chánh hạnh, mình niệm Phật rồi đó là chánh hạnh. Thì mong tất cả mọi người